Xin chào khán giả của Hậu Trường Thể Thao. Lúc này tôi đang có mặt tại sân Hàng Đậy để theo dõi trận đấu giữa Hà Nội và Khánh Hòa. Tỷ số lúc này thì đã là 4-1 nhưng về đội chủ sân Hàng Đậy. Và ngay sau trận đấu này thì 7 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tại khách sạn Grand Plaza để chuẩn bị cho buổi tập diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 6. Và ngay sau đây thì hãy đến với những hình ảnh sau trận đấu của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Ở trong trận đấu với câu lạc bộ Khánh Hòa thì tiền đạo Văn Tùng đã đóng góp một bàn thắng. Tưởng chừng như điều này thì sẽ là một trong những yếu tố giúp cho tiền đạo Văn Tùng trở nên tự tin hơn trong đợt hội quân của đội tuyển Việt Nam ở trong lần này. Tuy nhiên thì Văn Tùng không may đã gặp một chấn thương ở cuối trận. Anh đã phải rời sân bằng cáng. Sau đó thì nhân viên y tế cũng đã ra dấu là Văn Tùng không thể tiếp tục thi đấu. Đây là những bước chân tập tễnh của Văn Tùng rời sân trở về khu vực kỹ thuật của câu lạc bộ Hà Nội. Thời điểm này thì Văn Tùng vẫn có thể tự bước đi, những bước đi tập tễnh thể hiện sự đau đớn trong tình phao va chạm chấn thương của Văn Tùng. Nhân viên y tế đang xịt một chất để làm giảm độ đau, làm lạnh cơ đối với Văn Tùng để làm giảm cái mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Đây là khuôn mặt cận cảnh của Văn Tùng khi bước rời sân. Có thể thấy rõ ràng là Văn Tùng đang rất đau. Từng bước đi, Văn Tùng tỏ rõ sự đau đớn cầu thủ này đang phải trải qua với chấn thương ở phần đùi trái của mình. Đấy, sau một thời gian dài cố gắng bước đi thì Tùng đã không thể bước đi tiếp và nhân viên y tế đã phải cõng cầu thủ này trở về khu vực kỹ thuật của câu lạc bộ Hà Nội. Đây cũng là một cách giúp cho Văn Tùng không bị nặng thêm về vấn đề về chấn thương. Chiều ngày 31 tháng 5 thì một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã hội quân ở khách sạn Grand Plaza. Và các cầu thủ Hà Nội thì dự kiến sáng mai sẽ hội quân. Tuy nhiên thì với chấn thương, mức độ chấn thương của Văn Tùng này thì khả năng cầu thủ này cũng rất có thể là sẽ bị lỡ mất cơ hội lên tuyển ở thời điểm này. Theo chia sẻ của đội ngũ y tế câu lạc bộ Hà Nội thì sáng ngày mai Văn Tùng sẽ được đi kiểm tra, chẩn đoán cụ thể mức độ nghiêm trọng của chấn thương trước khi có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng cho huấn luyện viên Kim Sang-sik là liệu Văn Tùng có đủ khả năng để tập luyện cũng như thi đấu trong đợt tập trung tháng 6 này hay không. Tuy nhiên thì nhiều khả năng thì với mức độ nghiêm trọng đang hiện tại được thể hiện ra của Văn Tùng thì khả năng Văn Tùng lỡ cơ hội trong đợt tập trung lần này là rất cao. Nhiều khả năng thì huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể triệu tập bổ sung hoặc ông có thể hài lòng với 26 cái tên hiện tại của mình. Ngoài Văn Tùng thì huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có một tiền đạo đang có phong độ cao, đó là Tuấn Hải. Sau trận đấu thì Tuấn Hải cũng đã có những lời chia sẻ nhanh với ekip của Hậu Trường Thể Thao. Ngày mai thì là ngày hội quân của mình trên đội tuyển quốc gia, thì cảm xúc của mình lúc này như thế nào? Cảm xúc của em thì rất là vui khi được có mặt trong danh sách của đội tuyển Việt Nam ở tập trung sắp tới. Nên là em cũng sẽ cố gắng thể hết mình thì có thể có tên trong danh sách để được thi đấu. Mình có cảm thấy lo lắng gì không? Thật ra thì em cũng cảm thấy bình thường, tại vì cá nhân em thì khi tập luyện hay là khi thi đấu thì lúc nào em cũng hết mình trên sân, thể hiện hết những cái gì mình có. Sau khi kết thúc trận đấu thì Hùng Dũng đã không vội để vào phòng thay đồ ngay. Thay vào đó thì anh dành thời gian để chơi cùng với con trai của Duy Mạnh mặc áo vàng và con trai của Văn Quyết thì là mặc áo trắng. Hùng Dũng đang có thể nói là đang dành thời gian để tập luyện, để chơi bóng cùng với các tài năng, các tiềm năng của bóng đá Việt Nam tương lai. Xuân Mạnh cảm thấy rất hào hứng, vui vẻ với hình ảnh mà Hùng Dũng đang chơi đùa cùng với con trai của Văn Quyết cũng như là con trai của Duy Mạnh. Con trai của Duy Mạnh tỏ ra khá thích thú với trái bóng. Cậu bé chạy lăng xăng khắp sân liên tục.
buổi sáng mai trước 12 giờ thôi. Đá vào lưới không? Đá vào nhỉ? Một mình cũng chơi. Lúc này thì Duy Mạnh đang đi gọi con trai của mình để trở về nhà. Ngày mai thì Duy Mạnh cùng các đồng đội cũng sẽ hội quân, nên có lẽ anh muốn sớm có thể trở về nhà cùng với gia đình, tranh thủ ít thời gian còn lại với vợ con, đồng thời cũng là để chuẩn bị đồ để ngày mai có thể tập trung ở khách sạn Grand Plaza cùng các đồng đội đội tuyển Việt Nam. Có thể thấy là Duy Mạnh lúc này thì đã chủ động đá quả bóng về phía khu vực ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội nhằm là để cất trái bóng đi. Thì tuy nhiên thì con trai của Duy Mạnh vẫn rất đam mê, vẫn rất say mê với trái bóng. Cậu đã chạy ra để lấy trái bóng và tiếp tục công cuộc luyện tập của mình sau trận đấu. Và Duy Mạnh phải rất cố gắng, phải rất thuyết phục thì mới có thể trở về nhà cùng với cậu con trai của mình. Và đây cũng là những hình ảnh cuối mà ekip hậu trường thể thao muốn gửi tới các bạn độc giả, các bạn khán giả. Nếu các bạn cảm thấy hay, hãy bấm like và subscribe kênh. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.